đang giới chính, các đồng chí đang thực hiện nội dung gì mà xuống giả thế? Nhìn ai cũng thân khởi như thế này. Chúng em chào thủ trưởng ạ. Dạ báo cáo thủ trưởng, chúng em đang luyện tập để tham gia liên hoan báo cáo viên tỉnh Bắc Cạn lần thứ hai thủ trưởng ạ. Thế các đồng chí đang luyện tập phần thi gì? Vậy các đồng chí đã sẵn sàng cho phần thi của mình chưa? Dạ, chúng em đã sẵn sàng rồi. Vậy thì ngay bây giờ, các đồng chí hãy thể hiện phần tài năng của mình cho người cùng xem có được không? Dạ, được ạ. Dạ, báo cáo thủ trưởng, em đã xin thể hiện một đoạn vượt ca vượt đàn. Tốt. Chúc các đồng chí thành công. Dạ, chúng em cảm ơn thủ trưởng ạ.